Thưa quý vị, là phụ nữ, ai cũng muốn sở hữu một làn da trắng đẹp không tì vết. Nhưng thay vì mất nhiều thời gian, công sức sử dụng các phương pháp truyền thống như chăm sóc da, dưỡng da, thì giờ đây nhiều chị em phụ nữ đã tìm đến phương pháp làm trắng da nhanh chóng toàn thân bằng hình thức uống. Tuy nhiên, liệu sản phẩm này có mang lại hiệu quả nhất định? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Nhờ sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp làm đẹp, viên uống trắng da ra đời đã nhận được sự quan tâm và thu hút của rất nhiều chị em phụ nữ. Để trả lời cho câu hỏi các sản phẩm viên uống trắng da có hại hay không thì cần dựa trên nhiều yếu tố. Đúng là nay trên thị trường có rất nhiều cái sản phẩm làm trắng da nhưng mà đôi khi là không rõ nguồn gốc, rồi kém chất lượng, thế rồi không được kiểm định. Chính vì khi mà người sử dụng những sản phẩm như vậy thì đem lại rất nhiều hiệu quả không tốt cho sức khỏe. Thứ nhất phải nói là nó ảnh hưởng đến kích ứng trên da. Da là cơ quan rất là nhạy cảm. Đấy, bởi vì những sản phẩm làm trắng da như vậy thì trong đó thì các cái hoạt chất không được kiểm định. Cho nên chính vì nó không có cái chất bảo vệ da. Ngoài ra các cái hoạt chất trong cái sản phẩm làm trắng da như vậy thì nó có tương kỵ lẫn nhau, nó tác động lẫn nhau, nó phản ứng lẫn nhau. Chính vì thế nó cũng gây ra cái hiện tượng là kích ứng trên da. Cái thứ hai, những cái hoạt chất mà trong cái sản phẩm mà làm trắng nghiêm da như vậy thì không được kiểm tra, kiểm định, cho nên là khi sử dụng không được an toàn. Cái thứ ba gì là sử dụng những sản phẩm mà kém chất lượng như vậy thì gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cụ thể là ảnh hưởng đến cái cơ quan ở trong cơ thể con người chúng ta. Tôi biết là hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái sản phẩm, thực phẩm chức năng để hỗ trợ làm cho cái làn da của chúng ta trắng, hồng, mịn màng hơn. Thế thì cái tiêu chuẩn mà để chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm đó thì trước tiên đầu tiên là các bạn phải tìm hiểu về rõ về xuất xứ, nguồn gốc của sản phẩm đó. Tức là cái sản phẩm đó được sản xuất từ đâu, đã nhập khẩu hay là sản xuất trong nước. Và cái quan trọng thứ hai nữa là đã được cấp giấy phép của cơ quan chức năng hay chưa. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải tìm hiểu về các cái thành phần có ở trong sản phẩm đó và đặc biệt là hiểu rõ về cái cơ chế tác động của những sản phẩm đó. Sản phẩm là làm trắng da Everglow thì đạt được cả ba cái tiêu chí như trên. Thứ nhất là các cái hoạt chất sản phẩm này ấy, thì đều là an toàn, lành tính. Hiện nay thì có rất là nhiều sản phẩm, như là theo tìm hiểu thì tôi được biết là cái sản phẩm viên sủi trắng da Everglow là một trong những cái sản phẩm thứ nhất là được có xuất xứ rất là rõ ràng và được nhập khẩu từ Hàn Quốc đấy. Và cái công nghệ ở đây là công nghệ Anh Quốc, tức là cái công nghệ Anh Quốc ở đây là cái công nghệ L-glutathione. Thì chúng ta biết là glutathione là một cái hoạt chất mà nó có tác dụng chống cái thải độc cho gan, tăng cường cái chức năng gan, thải độc cho gan. Thế cho nên là đấy là cái cơ chế tác động từ bên trong, làm cho gan thải độc, thải những cái độc tố ra ngoài, cho nên là làm cho cái da của chúng ta, da rẻ cũng hồng hào hơn. Dựa trên các thành phần như alpha lipoic acid, glutathione, vitamin C là bộ ba thành phần với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, hỗ trợ làm sáng da hiệu quả. Bên cạnh đó, chiết xuất dương xỉ và L-citin giúp chống nắng nội sinh và tăng cường khả năng dưỡng trắng. Ngoài ra, thành phần coenzyme Q10 giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường lượng tế bào và chống lão hóa vượt trội. Nhận thấy hiệu quả của các thành phần trên trong việc hỗ trợ làm sáng da, sản phẩm Cosme Health Healthy White Everglow sau một thời gian ra mắt thị trường đã được người tiêu dùng đánh giá cao về khả năng giúp chống oxy hóa, hạn chế lão hóa, hỗ trợ làm sáng da, giảm nám sạm da. Phụ nữ mà ai cũng muốn sở hữu một làn da trắng sáng, tươi trẻ thì trước đây da của mình rất là xấu. Còn thứ nhất là sau sinh này rồi cũng như là công việc hàng ngày và mình cũng không để ý tới bản thân cho lắm thì cái làn da của mình xuất hiện rất là nhiều những nám, tàn nhang, đốm ở trên má, đặc biệt là các nếp nhăn, da bắt đầu có sự trùng nhão, chảy xệ, các nếp nhăn quanh mắt, miệng xuất hiện rất là nhiều và mình rất là già, xấu. Mình đi đâu cũng không tự tin, nhất là đi công việc, gặp đối tác. Thì vô tình, thời gian gần đây thì mình có gặp một người bạn cũ. Thì mình thấy bạn ấy có một làn da rất là trắng sáng, tươi trẻ, nhìn trẻ hơn so với tuổi rất là nhiều. Thì mình hỏi, thì bạn ấy có chia sẻ cho mình là bạn ấy đang sử dụng cái viên sủi sáng da Everglow. Thế thì mình mới tìm hiểu cái sản phẩm này và mình mua về mình sử dụng. Thì đối với bản thân mình thì mình thấy là sau khi mình sử dụng một liệu trình thì mình thấy nó có sự cải thiện rõ rệt về làn da. Đầu tiên là mình thấy những vết nám đồi mồi của mình biến mất, những nếp nhăn bắt đầu mờ đi và da của mình như bạn thấy bây giờ là rất là căng sáng, săn chắc, sự đàn hồi rất là tốt và nhìn mình có vẻ như là trẻ da được rất là nhiều tuổi nữa.
Trong số các biện pháp hỗ trợ làm sáng da hiện nay, cơ chế tối ưu hóa quá trình làm trắng da từ bên trong bằng con đường ức chế sản sinh melanin được coi là biện pháp hiệu quả nuôi dưỡng làn da, chống lại các tác nhân gây hại như ánh sáng mặt trời, không khí ô nhiễm, khói bụi. Đặc biệt hơn, dưới dạng viên sủi chứa các hóa chất, người dùng sẽ hấp thu dễ dàng mà không cần trải qua giai đoạn giã và hòa tan trong dạ dày. Hiện nay, để sở hữu một làn da trắng sáng chính là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Chính vì vậy, việc sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng đã không còn trở nên xa lạ. Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp giúp làm sáng da nhanh chóng, chị em phụ nữ cũng cần quan tâm hơn tới làn da của mình và chăm sóc